Trên màn hình nhỏ các bác đây là một cái mẫu xe Toyota Prius form mới đời cao. Giá tiền thì chỉ có 200 mấy chưa tới 300 triệu luôn. Mời các bác xem cảm nhận về chiếc xe này nhá. Con này với Đức Sơn màu vàng cát rất là đẹp, rất là bóng luôn này. Và có một cái nữa là được mang biển Hà Nội này. Đây, biển Hà Nội luôn các bác nhá. Đấy, đăng kiểm tận tháng 4 năm 2023 luôn. Rất là dài đúng không ạ? Rất là dài luôn. Đấy. Máy số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Em chia sẻ luôn cho các bác mình về máy số. Đấy. Máy số vẫn còn nguyên bản luôn. Chưa bổ máy nhá. Nội thất bên trong đây. Đấy, các bác xem nội thất bên trong luôn. Có khóa khiển động hoàng. Đấy, và có màn hình Android nhá. Đấy, rồi vô lăng có túi khí an toàn nhá. Và bên đây cũng có túi khí an toàn nữa các bác nhá. Đây. Nội thất được thiết kế tông hai màu, màu đen và là màu vàng kem. Sàn của chiếc xe này đấy ạ thì cũng đã được lót thảm trải sàn 5D rồi. Đấy, có gối đầu nữa này các bác này. Đấy, trần nỉ nét căng như mới luôn. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp so với lại đời 2014 đây. Na răng đúc, lốp dày các bác nhá. Đấy. Và một vài vị trí như là tay nắm cửa này, rồi đèn này, rồi ở đây đèn dưới gầm nữa là cũng được ốp lốc rồi các bác nhá. Một mẫu xe sedan hai đầu form dáng rất là đẹp luôn, giá tiền thì quá yêu đúng không ạ. Đây các bác cùng xem nhá. Và giới thiệu với các bác, hiện tại bên em đang có 3 con. Đấy, có một con thì bên em bán chỉ có 260 mấy triệu thôi. Đấy, còn con này và một con nữa chuẩn bị về các bác nhá. Đấy, con này thì thường thường thì bên em vẫn bán loanh quanh trên dưới 280 triệu một con. Đấy, đối với cái chiếc xe mà như thế này các bác nhá. Và em còn một con nữa chuẩn bị về trong ngày hôm nay sẽ về, và một hai hôm nữa em dọn xong là cũng sẽ đăng lên cho các bác xem. Đây các bác nhìn cho em vào những vị trí những con bu lông eco ốc vít, rồi những cái phần móc cửa khóa cửa này nó rất là sáng luôn. Để các bác xem rất là sáng luôn. Đây, máy vẫn còn chấm sơn luôn các bác nhá. Máy vẫn còn chấm sơn màu xanh đỏ. Đấy, chấm đánh dấu đấy ạ. Đây là hệ thống kính chỉnh điện này, rồi gương chỉnh điện này, có cả cục gương nữa luôn các bác nhá. Đồng hồ hiển thị ở trên đây thì thực ra thì đấy các bác nhìn thì mình biết, nhưng mà km thì mình cũng nói chung là nhìn biết thế thôi đúng không ạ. Xe cam kết cho các bác những vấn đề về tai nạn ngập nước nhá. À, những chiếc xe bên em bán ra cam kết cho các bác là sẽ không có cái vấn đề là lỗi ngập nước, thủy kích, rồi đâm đụng các bác nhá. Tất nhiên thì quệt xước sát bên ngoài, phần nhẹ nhẹ bên ngoài thì không tránh được đúng không ạ. À, các bác biết một chiếc ô tô đi ra ngoài đường thì không tránh được cái điều đấy, nhưng mà những vấn đề mà bị lỗi đấy là bên em phát hiện, bên em kiểm tra là bên em không nhập về đâu. Các bác có thể là mình kiểm tra trước khi xuống tiền mua bất cứ một chiếc xe nào bên em. Bên em nhiều xe lắm, với tầm tiền từ 100 triệu cho tới tầm khoảng 600 triệu, 700 triệu rất là nhiều nhá. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhớ nhấn theo dõi trang để được xem thêm, để được đồng hành với siêu thị ô tô Hải Dương. Làm ở tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Số điện thoại thì em vẫn thường xuyên đọc đấy ạ. Vì em đọc ngại nhá. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về chiếc xe Toyota Vios 2014 máy 1.3 này. Đấy, sơn xi của xe thì rất là long lanh rồi đúng không ạ. Rất là long lanh luôn. Đây các bác xem. Mà em sẽ quay phần nội thất trước đi. Đấy, chiếc xe này có xi nhan nằm trên gương luôn rồi nhá. Nội thất của xe rất là sạch gọn, rất là tươi mới. Đây là phần mép cánh cửa. Đây các bác nhìn cho em này, bất mép cánh cửa đấy nhá. Đấy, tất cả toàn bộ tổng thể chiếc xe này các bác có thể là nhìn qua video này của em. Các bác về mình không phải sửa sang, không phải đầu tư mất tiền vào đâu nữa đâu. Đấy, chỉ việc là đổ xăng đi thôi các bác nhá. Đây các bác xem những cái phần đây các bác nhìn này, ok chưa ạ. Lòng trong rất là sáng bóng, gioăng cửa đẹp. Bộ ghế này là ghế loại tốt các bác nhá. Đấy, và có tì tay ở chỗ này này. Đấy, có tì tay. Đấy, phanh tay cổ số này. Số rất là nhẹ, vào tất cả đủ số luôn. Điều hòa lạnh buốt, có cả chế độ nóng. Đấy, và đây có cổng sạc cho các bác luôn này. Đấy. Đây là cốp đồ nhá.
Đấy, cúp đồ thì có cái dây dây điện để mình cắm USB, rồi mình cắm thẻ nhớ, rồi cắm cả thẻ SIM điện thoại các bác nhá. À, chiếc này có cả 4G luôn rồi đấy các bác này, có sẵn SIM rồi nhá. Đây các bác nhìn chị 4G không ạ? Mình cứ thuê vào mạng thôi, không cần phải bắt wifi làm gì. Đấy, có SIM sẵn 4G cho các bác dùng rồi. Đấy, vào mạng các kiểu luôn. Đây là mép cánh cửa tiếp theo của chiếc xe. Này, em bắt đầu em giới thiệu em quay cho các bác. Đây, các bác có thấy này. Đấy, quá là ok luôn đúng không ạ? Đây. Rất là sạch gọn đúng không ạ? Đấy, với số tiền bỏ ra quá là yêu rồi, quá là rẻ rồi. Đấy, bộ ghế đẹp này. Những cái thắt dây an toàn các bác nhìn nó không bị han gì thì nhá. Đây, và nó không bị bắn nhá. Đây, tất cả 4 3 cái thắt dây an toàn này luôn. Đây các bác nhìn cái phần sàn cho em nhá. Đấy, 3 lớp sàn luôn, thực ra là 4 lớp. Một lớp da ở dưới này và một lớp này ở trên này và lớp rối này. Đây lớp rối rối này các bác nhìn. Đấy và lớp này nữa. Đấy. Rất là nhiều lớp bảo vệ làm sao nó sạch nhất trong nội thất bên trong đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn này, trần nét căng luôn nhìn như mới này đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Đây là phía sau nhá, để đồ thoải mái ở khu vực này. Rất là rộng. Lốp dày đây các bác ơi, lốp rất là dày đây này. Đấy, la xong lốp đẹp. À, 4 kính điện rồi các bác nhá. À, con này bản thiếu và cũng có qua dịch vụ, nhưng mà đây là một chiếc xe mà người ta chạy ít, người ta không chạy nhiều, cho nên là các bác có thể nhìn chất xe là biết là chiếc này chất lượng đến đâu rồi. Nhiều con chấm 6 nhưng mà chạy nhiều là chỉ là không đẹp bằng con này luôn. Nói chung là dòng Vios thì các bác biết là một trong những cái dòng rất là lành bền, tiết kiệm rồi. Đúng không? Rất là lành, rất là bền, tiết kiệm, từ tiết kiệm về chi phí sửa chữa, rồi tiết kiệm cả về xăng cộ đúng không ạ? Đối với chiếc xe này thì tầm khoảng trên dưới 5 đến 6 lít trên 100 km thôi nhá. Ở xe mới còi ai kêu đây? Bật còi âm lên. Ôi giời, đang quay video. Vâng. Rồi, hơi nhói tai một chút cho nên em phải bảo mọi người dừng lại. Ai đi tích còi âm thế đúng không ạ? Khách cũng đang xem ở phía dưới, chắc là khách rồi. Chứ người bên em người ta biết cách, cho nên là cái vấn đề đấy thì không bao giờ lo đúng không ạ? Trước này nhá, quay trở lại tiếp tục đây. Thì các bác có thể nhìn cho em cái phần đèn đằng sau. Đấy, một đôi đèn sau rất là đẹp đúng không ạ? Cốp sau to rộng nhá. Cốp sau rất là to và rộng. Đấy, có cam lùi đây này các bác này. Đấy, có cam lùi đây này. Đấy. Đây, phía sau này. Đấy, và có cần anten các thứ đồng hoàng đầy đủ đây. Đấy, ốp lốp các thứ đây này các bác này. Đấy. Đồ nhựa bên ngoài cũng đen kít luôn. Lốp dày. Đây, chiếc này được rất là nhiều mặt nha các bác nhá. Được rất là nhiều ưu điểm, được rất là nhiều ưu thế luôn. Đây, mép cánh cửa tiếp theo này các bác nhìn này. Đấy. Các bác thấy xe này của em ok không ạ? Rất là xứng đáng một cái khoản tiền bỏ ra, không lớn đúng không ạ? 4 kính điện lên xuống ầm ầm luôn. Rất là nhẹ nhàng nhá. Đây, gioăng cửa, gioăng khung đẹp. Vách cửa đây, các bác nhìn cho em này. Không mục mọt, không han gì, gầm bệ cực sáng, cực tươi. Đấy, chi tiết như vậy đấy ạ. Đấy, đóng cửa êm ái nhẹ nhàng. Và các bác nhìn này rất là khít này. Tôn vỏ gỗ kêu loang quang hết nhá. Các bác nghe. Đấy. Đấy, tiếp tục một cái cánh cuối cùng, một cái cánh cánh lái gọi là cánh chính. Nhưng mà em sẽ quay cuối cùng. Đấy. Quay cho các bác xem đây. Đây các bác nghe em quay gần một chút đây. Những cái cánh này mà nó không bị mòn thì tất cả những cánh khác tất nhiên rồi là sẽ không bao giờ mòn được, vì là cánh này được sử dụng nhiều mà đúng không ạ, bám nắm nhiều khu vực này. Đây các bác nhìn là những cái đồ nhựa, cái sần nó nổi lên rất là cao đây các bác nhìn này. Đấy, công tắc còn đẹp này. Đấy, ok chưa, loa âm thanh hay. Đây, 4 kính điện, gương điện, cục gương. Đấy, các bác thấy xe ok không ạ? Em toàn mua xe đẹp thôi, toàn nhập xe đẹp thôi. Vì xe trên thị trường rất là nhiều. Nhiều người bán, nhiều người gạ bên em bán xe lắm các bác ạ. Nhiều người muốn bán xe cho bên em lắm. Tại vì bên em thích xe đẹp và mua giá tới luôn, cho nên là nhiều người muốn bán xe cho bên em. Cho nên bên em chỉ mua xe đẹp thôi. Xe xấu không mua, xe kém không mua nhá. Đây, tắp lô đây các bác nhìn này.
Tiền ít nhưng mà thịt vẫn nhiều. Tiền ít nhưng mà xe vẫn cứ là ok. Nhiều chiếc xe chỉ có mấy chục triệu thôi nhưng mà xe vẫn cứ ok luôn các bác nhá. Đây cửa đóng này. Êm đúng không? Đây, sinh nhan nằm trên gương đây. Các bác nhìn này. Đây, kính của xe dán 3M rồi, phim cách nhật rồi. Đây, đồ nhựa ở đây đẹp thành hoa này. Đây, thân vỏ led căng, thân vỏ sơn xi đẹp nhá, không có lỗi nhá. Tôn vỏ nguyên, không gò lắm gì. Không hàn xì gì các bác nhá. Đấy, đèn được ốp lốp rồi đây các bác này. Biển Hà Nội các bác đi đâu cũng được. Đi bất cứ tỉnh thành nào không cần phải sang tên. Đấy đúng không? Mình chỉ cần làm công chứng ủy quyền, công chứng mua bán là mình có thể có quyền sở hữu rồi đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ em mời các bác xem nốt phần vỏ bên ngoài của chiếc xe Toyota Vios này nhá. Bên em có đổi xe nhá. Các bác có xe gì đổi mang em hỏi cho. Và có thu mua các dòng xe và không giới hạn các bác nhá, không giới hạn số lượng xe và không giới hạn số tiền. Từ 100 triệu đến cả tỷ đồng. Đấy, mua hết các bác nhá, có xe gì bán mang em mua cho, nhưng mà ưu tiên xe đẹp nhá. Xe xấu thì các bác thôi. Nếu mà xe mà nó nát mà nó kém mà nó lỗi thì thôi nhá, đừng mang lên em mua làm gì mất công này nhá các bác nhá. Đây. Các bác nhìn xem nước sơn này. Tôn vỏ gõ kêu long quang luôn này. Đấy. Gương này, có cả gương cầu luôn. Đấy, các bác thấy chất lượng của chiếc xe này thế nào rồi ạ? Mình có thể bình luận, có thể comment những cái ý kiến của bác ở phía dưới phần bình luận nhá. Rồi bây giờ thì đến phần gì ạ? Đến phần gầm và đến phần máy thôi đúng không ạ? Đây quay gầm cho các bác luôn bên đây đi. Đây gầm đây các bác này. Đấy. Hà Nội yên tâm không bục mọt được đâu. Riêng những cái chiếc xe Hà Nội ok luôn rồi. Từ cái cua lốp của xe vẫn còn cái gân chỉ này. Các bác nhanh tay nhấc máy gọi điện cho bên em để được chốt xe này nhá. Chiếc xe đẹp với giá tiền quá là yêu và hợp lý. Không có vấn đề gì cả, chiếc xe không có lỗi gì cả nhá. Tất nhiên thì chiếc xe nó cũng chỉ cũ đi một chút theo thời gian thôi mà cũng không đáng kể đúng không ạ? Các bác có thể nhìn trên video hình ảnh các bác thấy. Bây giờ động cơ luôn đây ạ. Động cơ máy 1.3 cực thì tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây là động cơ và hộp số chiếc xe em quay luôn này. Các bác xem. Máy rất sáng nhá. Rất sáng luôn. Đây này vẫn còn chấm sơn đỏ chân máy này các bác này. Cổ máy vẫn zin nhá. Máy cổ số của xe nó vẫn còn zin. Đây chiếc này thì đây cái dây điện này là dây mà dịch người ta lắp thêm còi đấy ạ. Thế thôi mình cũng thích mình bỏ ra. Không sao cả nhá. Nhiều bác bảo dây điện gì đúng không ạ? Cabo đây. Máy đây. Máy lỗi êm zoom. Không có tiếng động, tiếng kêu, tiếng nạ gì. Nói chung là máy số chất rồi, máy số còn zin cơ mà đúng không ạ? Chiếc xe đời cao này thì các bác mình yên tâm về máy số nhá. Đấy, về mua về là các bác mình chỉ được là sẵn đổ xăng đi thôi, không phải đầu tư mất tiền nữa. Đấy, video về chiếc xe này thì em giới thiệu và quay thông tin cho các bác rồi. Các bác hãy liên hệ sớm với bên em theo những số điện thoại ở trên đây, em đọc luôn nhá. Là số 0938586307 và 0389000555. Đây là hai số hotline, hai số Zalo bên em luôn. Và bên em có dùng thêm những số phụ nữa như là 0335838389. Đấy các bác nhá. Thì mình liên hệ cho bên em những số điện thoại đó để được tư vấn thêm, biết thêm thông tin rồi hình ảnh đúng không ạ? Rồi để chốt giá các bác nhá. Giá có sẵn ở đây rồi thì các bác alo để có giá tốt hơn, để có giá đẹp hơn nữa. Vâng, em xin chào và tạm biệt các bác ạ.